Thì mình đang ở trên tàu cho nên nó hơi ồn đó mày. Có thể chuyến này ngày hôm nay mình sẽ đi Mũi Né nha mọi người. Thì mình đang ở trên tàu lửa nha mọi người. Trải nghiệm bằng tàu lửa. Cái này mình đi rồi. Cái này mình đi rồi nhưng mà mình đi cái phần đó. Mình đi tới 24 tiếng ở trên tàu luôn. Mình đi Huế rồi. Nhưng mà ngồi giống vậy thì sao? Dạ nằm ở trong cái phòng nè. Giường tầng luôn. Này bút dế trễ không? Mình đã tới Mũi Né rồi nha mọi người. Thì đây mình vừa mới đi xuống ra Mũi Né rồi mọi người. Hello mọi người. Đây là ra Mũi Né mọi người. Ra cái tàu gì ạ? Dạ ra Phan Thiết. À, rồi đi đi con. Nên xe lửa đi qua đó. Xe lửa nó rất chi là dài. Từ Tú dưới kia dài lên tới đây. Và bây giờ mình sẽ khoảng còn 3 4 tiếng nữa mới có khách sạn cho nên bây giờ mình sẽ đi xuống tiền. Đi xuống tiền ở Mũi Né. Định đi Suối Tiên nhưng mà hơi đói bụng quá cho nên đi qua chợ Phan Thiết và ăn những cái món trong chợ Phan Thiết nha mọi người. Thì mình đang có mặt tại quán giả cuốn cá trích bà dung nhớ mày ghê, nó ghi là bà Dung. Mọi người biết đây là ai không? Đây là Chuối Colomin nha mọi người, nó đã tới đây ăn rồi nha mọi người. Nhìn ăn thèm quá nha, mình sẽ vô mình ăn thử nha bạn. Ăn xong rồi mình sẽ có sức và đi chơi ở Suối Tiên nha. Mình sẽ đi vô mình gọi món cá. Sẽ đi qua Suối Tiên chơi nha bạn. Thăm thăm 374 kìa. Có xe mà tới nha mọi người. Giờ mình sẽ đi qua Suối Tiên chơi nha mọi người. Vỏ ai nấy cầm. Nè. Đi Suối Tiên thôi mấy bạn mọi người. Đi đằng trước luôn.
Mình đã tới Suối Tiên rồi nha mọi người, giờ vô Suối Tiên trải nghiệm luôn rồi. Suối Tiên lần đầu đi mình không biết như thế nào luôn, chung xuống đây đều biết. Cái gì mình lội lội gì vậy mọi người, chứ là mình không hiểu. Nè mình đi hả? Mình gót biết nữa. Thì đi dưới này nè. Bỏ dài ra. Bỏ dài xong rồi con cột hai cái dây, cái dây dài vô treo con treo mình cổ á. Lần đầu mình đi. Đó người nhìn người ta đi kìa. Mắc tuổi. Gọi gì đây? Đi ông thôi. Đây. Yeah. Ừ. Của ai nấy cầm nha, đừng có đưa cho mẹ. Của ai nấy cầm, không của con đem nó mang vô. Mẹ. Của con mang vô được. Có nghe chưa? Ừ. Của con với anh mắt là mẹ, anh mắt là mang vô được. Của con không mang vô được á. Được. Dạ, giờ mát xong rồi. Được. Let's go. Rồi mình sẽ chuẩn bị đi nha mọi người. Kim Thế ơi, nè xuống cho người ta vậy nè. Trò chơi đầu tiên trong ngày hôm nay. Để coi có gì dưới này. Mở giày ra. Mở giày ra thôi. Ý là xinh. Thôi mở giày ra cho nó phê. Mời. Ê chở phải có phụ không? Tôi mở giày ra. Mình sẽ xuống thử coi coi test nước nha thầy. Ok. Ủa không trả tiền luôn. Mày cái gì vậy? Xuống đây chơi thôi. Con ơi coi chừng chỗ này nó có mấy cái cục này nha. Dạ theo mặt nước xuống nha. Wow. Đã đó mày. Đã nói chung là khá là đã. Cho mình biết cảm giác ha các bạn. Mình đi xuống đây. Ủa mình đi hướng nào con Ngọc? Mình đi xuống đó là xuống biển. Ở đây gọi là Suối Tiên. Dạ đúng rồi. Cái này gọi là Suối Tiên đây. Hello mọi người, tôi là Mắt. Là bạn của chị Phạm. À lộn. Em của Seven. Của anh. À của anh. Dạ. Không. Cắt. Giờ mình sẽ đi nha các bạn. 500 mét nha mọi người. Mình sẽ không để ướt đồ, tại cái này chỉ lội bằng chân thôi các bạn. 5 km nha. Hôm nay là mình xuống nước, ngày mai là mình lên cát. Đồi cát. Ngày mai mình sẽ đi đồi cát Phan Thiết sa mạc coi mini ở Việt Nam nha các bạn. Sa mạc mini ở Việt Nam nha các bạn. Rồi, mình đi xuống dưới coi có gì hay không để mình khám phá, ok. Bye bye. We'll be right back.
mình với mày. Rất là xịn luôn mọi người. Hello mọi người. Đã có hết điểm em làm vlog để ở thì rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô khách sạn mà đã có khá nhiều. Giờ mình đang vô đó mà mình check in với bạn mà mình thấy nó hơi đông cho nên phải chờ. Ngày 27. Được mình dính vô được cái khách sạn này luôn, tưởng cái resort nhỏ nhỏ, ai ngờ đâu, không ngờ luôn. Giờ mình đang đợi để chuẩn bị đi lên nhé bạn. Vào đây, mọi người đi theo mình. Chưa đi mà là lo, rất là rành. Tại vì mình đã coi cho YouTube rồi. Đây là một cái nhà kiến nha, mình đi lên thang máy khoảng rất là nhiều tầng. Đây, tại mình đã coi rồi. Đi với con không? Đi lên chơi thôi. Bây giờ mình đi lên tới chợ. Người ta không có cho lên đâu. Đi lên tới chợ xong rồi đi còn một nấc nữa để đi lên vậy. Thôi đi thử đi. Không, người ta không cho lên đâu. Vấn đề. Đi lên xong rồi đi xuống hả? Đã có phòng thì mới lên hay sao? Đi, thử đi không sao đâu. Đi, đi, đi lên thử. Là rất lên con công. Lên chợ nó còn thêm một nấc nữa. Rồi lên thêm còn thêm nấc nữa. Đi khoảng mấy chục nấc vậy. Mày hiểu không? Đây lát mình lên trong trời xem. Thôi mà bữa anh Lâm đi đứng ở trên đó, anh Lâm nhìn xuống anh lắm. Ủa sao cái này dài hơn mấy cái kia vậy? Ừ, quá dài dài luôn hả? Siêu dài luôn. Quá ngày đêm đi đi những hang này nè. Lâm luôn nè. Có gì mình được qua bển không? Lát mình được qua bển đó. Là sao? Ý là mình được đứng trên trên những người đó. Là sắp tới rồi. Lên rồi có thêm cái khuôn nữa. Sao có thêm đi lên nữa. Tại ở đây nó cao quá hả? Thì mày lên đây mẹ nhìn. Đi khoảng mấy chục cái này nè. Mấy chục cái thang máy này nè, mày hiểu không? Tại vì ở đây cao lắm. Mày lên xong có thêm cái nữa đúng rồi. Ờ, có thêm cái nữa. Xong rồi cái đi lên tiếp. Ôi mày thấy chưa? Lên xong cái có thêm cái nữa. Xong cái có thêm cái nữa. Này. Thôi xong đi xuống rồi. Đi. Khám phá chút thôi. Tại sao các mình đi lên đây cái có thêm. Ở đây đẹp quá hả? Xong mình đi lên cái có thêm cái nữa mà. Khách sạn một cái thôi. Ok, cái đường đứng nó dài lắm. Để đi xuống. Đúng rồi. Đi lên chợ xong một cái đi lên nữa, mấy cái gì vậy nữa mày. Thôi bây giờ mình tạm biệt bạn nha, bây giờ mình đi xuống này. Đây là đồi cát Đà Lạt. Tính ra biển đẹp ghê á, biển tắm được con ơi. Hơi tiếc, tắm mày tắm hết vậy con. Tại người ta ít tắm thì mình có thể tắm được. Em nó hơi ít tắm á. Trời ơi siêu dài luôn các bạn ơi. Coi coi, cứ từ từ con ơi. Coi chừng em, rất là rạnh, ở trên chỉnh là có 4 cái hồ bơi, trên tầng 25 có cái nữa. Thấy rạnh không? Trên tầng 25 có cái nữa. Vậy là đúng khách sạn này rồi. Thì đúng cái khách sạn của anh Lâm rồi. Anh Lâm đứng trên đó, anh Lâm đó. Sao cái này dài dữ vậy? Cũng sụp rồi các bạn. Nãy mình tắm là lúc 5:30. À lộn, hồi nãy lúc mình tắm mới vô tắm là 4:30. Giờ là 6 giờ các bạn.
Thôi chắc là đi lên về hồ bơi tắm tiếp bạn ơi. Các bạn nhìn đã lắm bạn. Giờ mình sẽ đi lên về khách sạn nha bạn. Đây là biển nha bạn. Lên thôi ơi. Mình sẽ đi về khách sạn nha. Tắm biển 1 tiếng rưỡi là đủ rồi. Ngày mai có gì thì tắm tiếp nha. Bây giờ mình sẽ đi về khách sạn nha bạn. Tắm nãy giờ 1 tiếng rưỡi rồi. Đã quá. Nãy lúc mà mình quay là mới có 5 rưỡi, bây giờ 6 giờ luôn. Coi giờ mình sẽ về khách sạn nha. Các bạn mọi người. Ở tình hình là mình đang trên đường đi về nha mày. Đây trên cát nữa mày. Cát này giờ là chiều 6 giờ mới vẫn còn nóng. Ở trời sụp tối thôi mày. Ờ đi về tắm hồ bơi khoảng nửa tiếng nữa rồi lên ăn cơm nước rồi coi đá bóng nữa mày. Đó. Ờ đi lên nè mấy đứa. Thì tình hình hồi nãy là 4 giờ rưỡi là mình xuống đây mình tắm. Mình tắm rồi mình chơi cát. Xong rồi mình hồi nãy mình quay cho các bạn xem. Xong rồi bây giờ mình sẽ đi về nha mày. Về khách sạn tắm hồ bơi. Thì mình đang đi lên để chuẩn bị tắm hồ bơi nha mày. Đổi giếp mình đi tắm trước khi vô phải đeo cái vòng. Bây giờ mình sẽ đi nha mày. Dạ. Nhảy xuống nha mày. Đây nè, nó lục đồ chút hồi bé. Đây nó chửi cho. Đổi giếp mày của mình. Oh, my God.
không biết luôn. Biển hồi nãy mình quay, sáng mai mình quay tiếp. Sáng mai mình quay ở đây là nó đẹp cái gì? Mọi người nhìn ở dưới là ở dưới mà nó tràn ra hả? Ở dưới nó tràn ra luôn mà thật ra là nó không tràn. Biển ở dưới kia. Đây con lại con coi thử thôi. Sâu nha, sâu. Cái này hình như là 1 mét mấy mọi người. Nói chung là tới đây mình nè, lúc đầu. Nhưng mà bơi á, bơi đâu không có nói chuyện được nữa, đừng nói. Sâu nha bơi, sâu nha. Sâu ở gần thôi. Bơi với mát ở gần đây thôi. Số
Chọn đây cho view đẹp đúng không? Ôi dòng sẽ gọi đi gấp món, giờ đi gấp luôn. Dòng sẽ đi gấp luôn nha bạn, mình đói lắm rồi. Bây giờ mình sẽ đi lựa món cho mình, anh em xin anh em. Rồi, giờ con đọc nước mình sẽ lấy cái heo, heo hai còn hấp xảo, ok lấy một ít cho mình. Mình có phải đi một vòng để đồ ăn cái không cái mình lấy lộn gì không? Lấy tô rồi giống nhau hết bạn. Ôi nước không được. Đủ rồi. Phải sai sai gì á? Không có tô. Rồi con bưng đây con bạc này mình con. Con cẩn thận mấy bạn không mình được. Cái này để cho con ăn một mình á. Nghiêng đổ kìa con là chuyên gia luôn. Rồi con đi. Con phải chế nước em được không? Là mình sẽ ăn xuống nha bạn. Súp ngao hay cái lộn điêu hay còi mày. Xỉn đó hả? Là mình đi chơi xong rồi mình xỉn đó hả? À, uống rượu nhiều quá. Hàng nhỏ chứ uống rượu nhiều. Hàng nhỏ nhất uống rượu nhiều nhất. Mình nhỏ nhất mà mình uống rượu nhiều nhất. Trời đất. Xỉn đầu tiên. Uống đầu tiên. Xỉn đầu tiên. À, thì giờ là chắc cũng khoảng 10 giờ khuya rồi các bạn. Ờ đúng rồi, 10 giờ tối các bạn, giờ mình đi ngủ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi lên ngủ nha các bạn. Đó, bây giờ là 10 giờ rồi các bạn. Đây, hiện bôi nó đang ngủ các bạn. Đó, thì mình với thằng bôi sẽ là một phòng, còn lát nữa mẹ mình sẽ nằm dưới này nữa các bạn. Mẹ mình lấy mền trải ra rồi nằm, còn cho hai anh em mình nằm trên niệm nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ đi ngủ nha các bạn. Hẹn gặp các bạn ở sáng mai nha. Sáng mai thì mình sẽ có các lịch trình sau và mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi ngủ nha mọi người. Sau một ngày đi chơi mệt mỏi. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.